Có gỗ đi mọi người ơi. Mọi người ơi. Bé nhu mì lột cái trứng chưa xong. Người ta thùy mì như thế, hiểu không? Lột từng tiếng. Trời ơi. Nó thú cái trứng luôn. Chúng ta sẽ còn 10 giây. 10 9 8 không có dừng. 7 6 5 nuốt vừa nuốt hết cái tính nha. 3 2 1 hết. À chị dơ vậy. Rồi nữa coi. Bây giờ ngưng cắm nha. Chị lại hết. Bỏ miệng ra. Không nhai nữa. Bỏ ra. Bỏ ra hết. Bỏ ra xuống cho tôi. Bây giờ mình đổi bên đây nha. Bên đây một người hết. Trời. Em ăn cái gì vậy cưng? Còn cái hổng luôn nó vô tay nữa. Mỗi một người hết thôi. Thả ra, 2 người hết, 3 người hết, 4 người hết. Rồi. Cái kem vẫn còn trong miệng người đó là sao luôn. 1 người hết, 2 người hết. Trời ơi, nhặt một cái chọc trắng ra rồi. Không được, không có tính. Mới 2 người hết thôi. Không, nó nhặt cái chọc trắng ra luôn. Thí dụ. Rồi, cuộc sô-cô-la còn nguyên chưa tan. Hiểu luôn. Vậy là đội thắng cuộc là đội bên đây. Bên đây là mới có 2 người thôi. Là có hình phạt gì cho bên đây không vậy? Có hả? Hình phạt gì đây? Gì? Rồi. Có hình phạt gì không? Rồi. Hình phạt sẽ do phe quyết định. Xin cảm ơn các bạn về chỗ. Rồi, đội bên đây đứng đây. Năm bạn qua đây đứng hàng ngang nè. Khiên bàn vô, khiên bàn vô. Mà nghe nghe bánh tráng trộn làm như kem tan như Mỹ. Rồi bây giờ mở nhảy nè. Chứ muốn đứng giữa nhảy đi em. Bây giờ nhảy gì hả? Em có nhảy gì cũng được á. Không có nhảy. Có kìa, có kìa. Rồi, cái vụ nhảy đi cơ. Mọi người tự nhảy freestyle đi nè. Bây giờ anh phải. Tại vì bọn em không có thành được vũ nào. Nhưng mà okay. Bọn em tự biết là anh là một MC kiêm ca sĩ. Rất là chuyên nghiệp. Tao già rồi, tao già rồi. Có vũ nào rất là ngày thánh xuân rực rỡ mình đã từ chối. Thôi nhảy free tay đi nè, em chạy yêu được. Nhanh lên. Ủa gì nữa đi lùi cái bánh gà luôn đi đây. Trời ơi. Múa đi nữa, lại lên. Thôi, đi về chỗ, tắt nhạc, tắt nhạc. Đi về chỗ đi tôi, đi về chỗ, đi về hết. Đi về chỗ hết, em tức. Thật tình luôn. Nó dở con chứ giờ ngàn cái chân của mà sao phạt mấy đứa tụi em được. Em hay là tại tụi em đại chua thôi. Chứ khoe làm sao mà phạt được đúng không? Bình thường, ngày thường. Tụi em đã rất là vất vả để đi theo ủng hộ chua giúp chua rồi. Thì ngày nay chua phải phục vụ lại tụi em. Em nghĩ là bình thường em bị cả. Cái gì? Ví dụ như là chơi ma sói đi game luôn là muốn chết hả? Nhưng mà có vài bạn thôi, có mấy bạn xa xa lâu lâu mới đi thì cho mấy bạn phạt thêm chứ. Thôi được rồi. Ngày hôm qua anh có một cái rất chuyện rất là bức xúc. Tại sao em hôm qua em đi ăn với ai vậy? Đây, tôi kể cho người nghe. Tôi kể cho người nghe một câu chuyện. Thường thường người ta nói á, ở nhà ví dụ như mình có người yêu đi. Người yêu là số 1. Mình mới quen một người bạn nào đó, mình sẽ đi chơi với bạn đó, mình đối xử nó rất là tốt. Nhưng cái dòng mà anh em thân thiết mà thân là đối xử tệ lắm. Nó không có gì chứ nó quên chúc mừng sinh nhật luôn, đúng không? Thì đây, cái dòng mà thân nè, nó đi nó tặng quà cho Isaac. Nó đi tận nơi nó tiếp, nó mời người ta ăn. Nó đưa một cuốn sách rất đẹp, cuốn sách của anh. Có một cuốn sách bị xúc bìa, xúc hộp đưa cho ta cho. Thôi nha, thứ nhất nha là người ta mời em ăn sinh nhật anh. Khi là bây giờ xúc hộp. Em nghe thấy anh mời em ăn đâu. Xúc hộp bị bỏ ủ, thế thôi, chắc Quyên phải lấy cái xúc hộp được rồi. Em nghe được một thông tin từ một người bạn thân thiết của chúng mình, đó chính là đêm hôm qua hồi mãi mới gửi bạn tiếp chúc mừng sinh nhật cho em. Anh tính là gửi riêng video call đi cho em, hiểu không? Đúng không chị? 12 giờ trôi qua em không thấy một cuộc gọi nào. Chưa, tới lúc mà hỏi gì trong mắt em ai được cái tin vụ, trả lời Quyên xong cái bị ức. Em bị nói lộn đó anh, trả lời anh chắc. Không em, mình lớn rồi, lời nói đầu tiên là lời chính xác. Tại có Isaac ở đó là em mới nói vậy để anh Isaac nó không biết. Anh đừng nói nữa, hiểu không? Đừng thanh minh ở đây nữa.
Và bây giờ nè, ngày hôm nay đến đây. Em ơi, người ta còn cả một quá trình thú với ta. Em ơi, người ta đâu phải là muốn đẻ là đẻ. Nhưng mà thôi, hôm nay sinh nhật chị, em đừng có nhắc về những cái chuyện mà ngày hôm qua nữa. Bé nó làm như chua là nghe là đẻ ngày nào trứng ra trứng rồi. Ủa à. Em, hôm nay là câu hỏi dành cho mình là ngày của mình mà tại sao mọi người nhắc tới cái việc sinh nở? Hôm nay không phải là buổi tư vấn thanh thiếu niên kế hoạch sinh nở nha. Mình đừng hỏi cái câu hỏi này. Thì còn ai có cái câu gì đi hỏi chưa nữa không? Còn ai có câu hỏi gì không?